Xin chào. Xin chào mọi người. Bọn mình đang đi siêu thị và hôm nay sẽ làm một vlog đưa các bạn cùng đi sắm Tết với bọn mình và cùng chuẩn bị Tết với bọn mình nhé. Từ bây giờ đến Tết thì bọn mình cũng đang tính là sẽ chia nhỏ những cái công việc ra để mỗi ngày sẽ chuẩn bị một ít để đến những cái ngày sát Tết không dồn lại vào những ngày sát Tết, nó sẽ rất là cập giật đấy. Mình sẽ bắt đầu chuyện là mua sắm ở siêu thị. Rất nhiều thứ cần mua sắm cho năm mới. Hôm nay thì bọn mình cũng đã nốt ra vài những cái công việc mà bọn mình cần làm cho hôm nay rồi. Đầu tiên thì sẽ đi siêu thị để mua đồ trong nhà ấy. Sau đó thì sẽ về nhà, còn một việc rất quan trọng nữa anh ạ, đấy là cái tủ giày. Lại tủ giày. Với cả một cái việc nữa mà mẹ mình đã giao cho bọn mình, đấy là treo lại cái khung ảnh trong phòng khách. Đấy, ngày hôm nay có từng đấy việc thôi. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ đi xem là trong siêu thị hôm nay có những cái gì nào. Tắm sen ca này. Không, em đang tìm cái chai màu xanh đậm cơ, ở nhà đang... Đấy, xanh đậm đây. Đây rồi. Đây, ở nhà mình thì mình đang dùng cái chai màu xanh đậm này này. Cái sữa tắm sen ca này ấy, dưỡng ẩm cực kỳ tốt luôn. Mình là một đứa mà có thói quen tắm nước khá là nóng ấy, cả mùa đông lẫn mùa hè luôn. Mà dùng cái sen ca này thì cảm giác nó không bị khô da ấy. Với cả là nếu mà các bạn đã dùng sữa rửa mặt sen ca rồi ấy, thì chắc là các bạn biết đến cái công nghệ tạo bọt độc quyền của sen ca đúng không? Cực kỳ nhiều bọt. Đúng vậy. Nên là cái sữa tắm này thì cũng y hệt như thế luôn, tạo bọt siêu nhiều, dày đặc luôn ấy. Và mình cực kỳ thích tắm kiểu đấy, cảm giác như đang được nằm trong bồn ấy. Mà công nhận anh thích tắm là kiểu sữa tắm này nhiều bọt ấy, kiểu ngồi trong bồn mà giống trong phim ấy. Với cả mới đầu mà đợt mình tìm cái sữa tắm này để sử dụng ấy là bởi vì nó có cái công nghệ trị mụn lưng chiết xuất từ cây hoàng trà ấy. Và sau một thời gian sử dụng thì mình thấy rất là thích. Nhưng mà bạn nào mà hay bị mụn lưng thì các bạn sẽ hiểu cảm giác nó khó chịu như nào. Chứ là từ ngày em dùng sữa tắm này anh thấy em ít gãi lưng hẳn. Anh đừng có sao nữa đi. Sữa tắm này ấy là có tận 3 màu liền, màu xanh đậm, xanh nhạt với cả màu trắng. Nhưng mà mình hay chọn cái màu xanh đậm này để cả anh Quân cũng dùng được luôn, bởi vì nó là cái hương hoa nhài với hoa linh lan ấy. Cái hương nó khá là dễ chịu và cả nam giới cũng có thể dùng được luôn. Đặc biệt một cái điều nữa, trên sữa tắm Senka này thì nó còn có công nghệ cảm biến chuyển hóa. Nghĩa là từ cái mùi mồ hôi này, mùi cơ thể sang hương hoa ấy. Anh Quân ra mồ hôi rất là nhiều cho nên là sau đấy thì đã chuyển sang dùng cái loại này với mình luôn. Ý em bảo là anh từ hôi nách chuyển sang mùi hoa nhài đúng không? Đúng vậy. Sale 40% này. Uầy. Còn 9.000 chai. Uầy, lấy mấy chai đi. Cái chai này lúc đầu giá của nó là 149.000 mà bây giờ đang được sale khuyến mại đến hết ngày 25 tháng 1 này. Còn có 89.500. Chỗ này cái này hết nhanh đấy. Cái màu xanh đậm này còn đúng một chai à? Thôi thôi lấy đi. Hay mua thêm một chai xanh nhạt nữa nhỉ? Ủa, chocolate, cái đây, dưa hấu này. Chocolate, quẩy chocolate dưa hấu, lần đầu hạ mua ăn thử luôn. Cái này lần trước, hôm nay ăn gì cũng quay rồi. Đấy, ngộp cà pháo ấy. Ừ, anh ngộp cà pháo đi. Xong rồi để xem về nhà có ăn không. Lúc nào đi siêu thị cũng mua, toàn mua linh tinh xong về nhà không bao giờ ăn. Này, cà muối cực ngon đấy. Anh không mua cái cà tầm ớt này. No. Canh cua là phải có cà. Nhà cửa là phải có đàn bà nó mới vui. Thế lúc em còn định đòi dọn em đi luôn. Mình đã về nhà và bây giờ sẽ là đến màn dọn tủ giày, là cameraman đẹp trai và chờ người yêu. Cái tủ giày của mình thì là bởi vì là đây là cái nhà xe ấy, thế là nó khá là bụi. Cho nên là bọn mình quyết định là thay tất cả cái tủ giày bằng những cái hộp nhựa này. Trước thì bọn mình đã có khoảng 20 hộp rồi nhưng mà vẫn không đủ. Cho nên là quyết định là mua thêm 30 hộp nữa để vào đây cho nó sạch sẽ. Cái hộp đựng giày này thì đựng sneaker rất là đẹp, bởi vì là nó màu trắng mà nhìn thì nó trong suốt, nhìn thấy được giày bên trong luôn ấy. Và nhìn ấy thì là mình biết được là mình sẽ đi nơi nào ấy. Đây là những cái hộp giày cũ rất là bẩn. Có một điều chắc chắn đấy là khi mà bố mẹ hai bên
xem cái clip này thì sẽ nghĩ rằng đã được 5 hàng rồi. Bây giờ thì là đến công đoạn là xếp giày vào tủ. Thì bọn mình nghĩ là ở cái hàng giữa này này thì sẽ là những cái đôi mà hay đi nhất. Còn dưới cùng với cả trên cùng thì sẽ là những cái đôi ít đi hơn. Thấy không? Chào sneaker vào đây rất là đẹp. Một cái tủ này nếu mà để đẹp nhất thì chỉ để được một đôi thôi. Mà chân của mình cũng là chân kiểu nhỏ rồi đấy. Size của mình đi là size 35 mà cũng không để ngang được. Nếu mà để ngang được thì sẽ để được hai đôi, nhưng mà giày thì chắc không để được. Chỉ walk thì để được hai đôi. Và đối với các bạn mà thích đi sneaker trắng thì mình nghĩ rằng là các bạn cố gắng đi ngày nào về là dùng cái này sạch luôn, đánh luôn ngày đấy. Thứ nhất là đỡ lười. Thứ hai là nó sạch luôn cái vết bám đó. Thì mình có thể để hai đôi một ngăn cũng được. Để nằm ngang thì có thể để hai đôi. Mình là một đứa khá là lười đi guốc nên là chồng mình cho guốc xuống ngăn dưới. Nó phục của em để ngang rồi đấy. Bây giờ chỉ đang lăn tăn là những cái đôi bốt kiểu như này ấy sẽ không để được. À đây, nó vẫn nằm trong hộp kể từ ngày mình mua về và mình chưa đi lấy một lần. Đã mua về để có cái dịp nào đấy mà phần cần phải đi cao gót ấy. Cao hẳn với đôi rất là cao. Nhưng mà mình vẫn chưa đi một lần nào. Rất lười đi guốc. Em rồi chẳng cần lượt chiều rồi. Quả tên con bé vẫn còn chỗ này là mình sẽ chưng dụng hắn. Đầu tiên ý, thì mình là định mua những cái hộp này về thì kiểu mua nhiều một tí thì để là nếu mà còn thừa chỗ thì khi nào có giày mới thì lại chép vào ấy. Nhưng mà nó chật kín, không còn một cái chỗ nào. Thậm chí là có những cái ngăn mà mình còn phải nhét 2-3 đôi vào ấy. Để đây trông sạch sẽ đúng không? Cái hộp này này, nếu mà mọi người mà muốn tìm mua thì mọi người nhớ mua cái loại mà cái hộp mà cứng cứng ấy. Phải chú ý đến kích cỡ và chất liệu. Như thế này bọn mình là hộp nhựa. Nhựa cứng và nó có cái nắp như này. Đấy, và cái hộp này như là bọn mình mua là tùy từng nơi bán ấy, nó cứ dao động khoảng từ 80 cho đến 100 nghìn một cái hộp này. Bây giờ anh dọn nốt đi nha, em lên đi tắm đây. Thế là nhanh. Đây, bằng chai sữa tắm mới mua được. Xin chào. Mà tiếc rồi tiếc, hôm nay mình quay ý, là ngày 15 tháng 1. Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai là ngày 16 tháng 1 ý, khi mà mua sữa tắm này thì còn được tặng thêm quà nữa. Hôm nay nghe các bạn nhân viên lúc thanh toán các bạn bảo thế. Nên là nếu như mà bây giờ mà mọi người đi ra siêu thị và mua sữa tắm này là được tặng thêm quà đấy. Mình mua cái này ở siêu thị Vinmart nhá. Em quên bếp nào, dọn dẹp đến đâu rồi? Mày không phải ở đây. Bọn mình sẽ lắp lên cái mảng tường này ở phòng khách này. Đo chưa? Đo hết rồi, đánh dấu ở trên tường đi kìa. Daddy cool. Mình thấy là có rất nhiều bạn nói là năm nay kiểu Tết sớm quá ấy, cho nên là vẫn chưa cảm nhận được có không khí Tết gì cả. Mà công việc thì vẫn đang kiểu bộn bề, mà chưa có quần áo mới kiểu mà đã đến Tết rồi. Thì hy vọng là cái video này của bọn mình sẽ cho các bạn có một thêm một chút động lực để chuẩn bị cho Tết. Nghĩa là chúng ta hãy bắt tay vào, bắt đầu chuẩn bị những cái điều nho nhỏ cho chính gia đình, cho chính bản thân mình. Hôm qua lúc mà ngồi chọn ảnh ấy, có một cái ảnh mà anh Quân anh béo, ôi phải gọi là béo
kiểu mập ú luôn ấy. Mà mình với cả mẹ chồng mình cứ ngồi cười, cười sằng sặc. Sặng nữa đi, đúng là sống người ta nữa đi. Nhưng mà nhất định là anh ấy không cho treo cái ảnh đấy lên. Em sẽ phải tìm ảnh đấy xong em quay lên cho các bạn xem. Đây, đây mình đóng khung này vào đã cho các bạn xem. Daddy. Daddy cool. Anh ơi, nhưng mà mình phải lắp cái kia vào đây trước, mình phải ấn khung này vào chứ. Mình phải lắp cái treo ấy, treo tường trước. Mình đây là mình mua cái loại này là cái loại mà nó không phải dùng đinh. Nhưng mà vẫn phải. Đây là cả nhà anh Quân hồi còn bé, đây là kỷ niệm 20 năm ngày cưới bố mẹ. Thành khuôn bếp này. Ừ, cưng quá. Gọi là gì? Dậy thì không thành công. Đây, đây là bức ảnh hôm cưới. Cái việc mà đi rửa ảnh, đi đóng khung ảnh ấy là cái việc mà mẹ mình đã dặn mình từ mấy tháng rồi. Nó ra hơi xấu hổ nhưng mà ngay sau khi cưới là bố mẹ đã bảo mình là đi in ảnh ấy. Nhưng mà sau rồi cứ lần lữa mà mình nghĩ rằng là cả năm bận rộn rồi thì không thể để những cái việc từ năm cũ mà nó còn vắt sang năm mới cả. Nên là dù bận đến mấy thì cái việc này là vẫn phải nhớ. Xuống chứ đúng không? Đấy thì anh em hỏi. Đây là cái loại tranh treo tường mà không cần phải dùng đến đinh mà nó sẽ dùng cái này này các bạn. Ơ, anh đừng xa quá nhé. Đây, cái này phải có hai cái để treo chứ. Hả? Cái này chắc chưa? Rồi. Đấy, hai cái đây. Đây, cái này ở đây. Để ok này. Không, dựng lên anh ơi. Này. Ừ. Xong đóng vào. Còn một cái cuối cùng. Cái góc tường này thì đầu tiên là chỉ có treo một cái tranh và một cái đo nhiệt độ phòng thôi. Giờ cho thêm tranh vào trông nó đẹp hơn hẳn, mỗi tội là nó vẫn hơi lệch một tí anh ạ. Thì ra công việc treo tranh không dễ như em nghĩ. Rồi. Mọi người xem nhá. Ảnh to nhất, đây là cái hôm cưới bọn mình này. Đây là ảnh từ 20 năm trước rồi. Ảnh cưới của bọn mình. Đây là ảnh bố mẹ mình đi du lịch. Đây cũng là bố mẹ với cả nhà anh chị đi du lịch. Còn đây là ảnh của Tết năm ngoái. Và thế là bọn mình đã hoàn thành xong một ngày. Bây giờ cũng đã gần 8 giờ, 8 giờ kém 10 rồi mọi người ạ. Bọn mình cũng đã xong xuôi những cái công việc mình đã đề ra hôm nay. Từ việc đi siêu thị này, mua sắm này, về nhà gọn đồ giày này, treo khung ảnh. Ui, cái việc treo khung ảnh mình nhìn thấy thôi mà vất vả phết. Bọn mình đã mất phải 20 cái miếng đinh đầu tiên bị lỗi. Sau đấy thì mới có thể quen tay được. Thôi nhưng mà nói chung là sau khi mà làm xong ấy thì hơi mệt tí thôi, hơi mất công một tí thôi, nhưng mà thấy vui. Vui vì đã trang hoàng lại được nhà cửa này, mua được một đống đồ này để chuẩn bị cho Tết. Mọi người cũng sẽ chỉ còn một tuần nữa thôi để chuẩn bị cho Tết đấy. Cho nên là tranh thủ đi, bởi vì mình thấy là cái việc này tự nhiên chính mình ấy sẽ cảm thấy vui hơn. Sẽ cảm thấy là Tết bắt đầu sẽ có kiểu có ý nghĩa hơn ấy. Bây giờ chỉ còn thiếu đúng một cây đào nữa thôi là Tết sẽ về đến nhà. Giờ thứ nhất thì đến Tết là chúng ta sẽ được quây quần bên gia đình này, sẽ được bên nồi bánh chưng, sẽ được nghe những bản nhạc mừng xuân. Anh có nồi bánh chưng luôn ạ? Ừ, sẽ được nghe những bản nhạc mùa xuân. Đó, và thực ra với bọn mình ấy, những ngày Tết nó rất là ngắn. Và cái không khí Tết, cái cảm giác Tết thì nó chính là từ những cái lúc mà mình chuẩn bị, mình cùng nhau mình dành thời gian để mình dọn dẹp nhà cửa, mình chuẩn bị như thế này này. Và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ có được những ngày Tết sắp tới thật là ý nghĩa bên gia đình, bên người thân. Chúng ta nên dành những thời gian cho nhau thay vì là cứ cắm mặt vào smartphone, rất là chán. Thực ra là Tết có vui hay không, Tết có nhạc hay không thì là do bản thân mình thôi. Cho nên là chúc mọi người sẽ chuẩn bị Tết là vui và có một cái Tết thật vui vẻ nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong năm mới xuân canh tí. Mọi người.